Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trận về mẫu bay ở Town 11, bài rank huyền thoại. Và Kino là một thanh niên thường xuyên lên sóng trên kênh của mình. Bạn ấy ngày hôm nay đưa ra đây một cái mẫu bay khá là chất chơi người rơi. Và nhìn khá nó lại quá bá đạo luôn các bạn. Rất bá đạo luôn đến từ cái mẫu bay này. Vâng, nhìn mãi chưa chưa thấy trận nào 3 sao cả. Vâng, toàn là 1 sao với cả thạch lô thôi. Vâng, mấy ngày trước thế này thì không tính. Vãi đạn thật sự luôn các ông ạ. Đây này. Vâng, chơi thế này thì ai chơi cho nổi. Vâng, toàn 1 sao với cả là win chặt. Đấy. Mẫu bay mà rất khắm. Khu vực nhà chính thì ở đây, hai thổi gió X-Bow là để cả phòng không lẫn mặt đất các bạn nhá. Và chơi Inferno một tia thôi. Chơi Inferno một tia thôi nha. Và bay này là đặc biệt chống những ông thần từ tham 11 đổ xuống ngang phèo. Còn thằng nào mà trên đấy thì nó đập bét, đấy là chuyện bình thường mà. Trong mấy ngày vừa rồi thì chưa ghi nhận là bét nha. Vâng, đánh có 52 trận mà thủ 21 trận. Ở rank huyền thoại thì các bạn. Thôi thì, vâng, đánh ít mà thủ nhiều như thế này quá phê rồi. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình, cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh. Đường link mẫu bay thì mình vẫn luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video rồi. Bay nào cực kỳ hiệu quả thì mình đã chia sẻ luôn. Và có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hay là những cái gói ưu đãi trong này thì cứ nhắn cho mình theo đường link Facebook có sẵn trong phần mô tả video các bạn nha. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu mà rồng điện luôn. Ôi trời ơi, rồng điện 2 Town 11 nha. Có quản giáo, có cả king. Đột nhập từ hướng nào đây? Bay là rất rộng. Defense thì đang còn nâng cái cannon dưới này. Đây là chưa hề mắc của nhà ta hơn 11 đâu các bạn nha. Ô kìa, ô kìa. Vâng, đầu tư rồng điện ở cái hướng trực diện khu vực nhà chính luôn. Vâng, rất là căng cò. Hồ báo quá. Vâng, đập vào đây có queen của chúng ta, có X-Bow các thứ rồi. Vâng, cái cây thổi gió thổi cái hướng này cũng bựa phết. Trời trời, rồng đi đâu vậy bạn? Vâng, quản giáo giờ mới cứu. Vâng, rất là khó chịu. Rồng nó đứng nó bắn xương mà các bạn ạ. Rồng nó bị đơ, nó đứng nó bắn xương và solo với cả queen ở đây. Vâng, queen không chết. Vâng, đội bạn chết hết. Ôi trời ơi, vâng, thanh niên này đau đầu lắm rồi đấy. Vâng, đánh mà chưa nổi 30%, vẫn cố gắng đánh cho được 30% để chúng ta có cái khiên nào. Vâng, cực kỳ vâng, bạn ấy rất có tâm. Đánh đủ 30% mới chịu cơ. Vâng, lúc này chúng ta có khiên rồi. Xong luôn. Đội bạn đã tạch lô và chúng ta thủ win được 14 cúp. Ôi giời, nhẹ nhàng thế nhỉ. Để sao các bạn xem tiếp nhỉ. Đây là một trận Minor Hawk mà bằng Town 14-8 là Town 11 rồi, ok luôn, ngang phèo này. Mấy cái trận mà không đủ tướng tá thì mình không cần xem, cho các bạn xem Minor Hawk đến từ thanh niên Town 11 đánh ngang phèo tạch lô này. Trận này có khi là lính hội thành đã bị bay ra hết rồi. Không thấy có dấu hiệu lính hội thành nữa. Mộ là chi chít ở trên này. Bạn ấy đã sử dụng là baby cắt hai bên và đi queen rất xa khu vực nhà chính. Để xem nha. Baby đã bị vô hiệu hóa bớt rồi này. Queen, ôi trời. Bắn biết các kiểu. Như nào đây bạn? Rồi, như vậy là lính hội thành giả vờ để cái xương xương kia để đối thủ chủ quan thôi. Nhưng mà thanh niên này vẫn tỉnh đòn lắm, chơi đồ cho Queen luôn. Queen còn hai bậc nữa là mắc ở 50 Town 11. Cái pha bị là khá tốt. Tuy nhiên đồng dược không có. Em Queen rất mất thời gian và khó chịu với cái đống này. Nó chỉ việc đi bắn xương thôi thì là đã khiến cho Queen phế vật rồi. Gồng mà lại còn ăn luôn cả cái cannon nhiều, cái mô tả nhiều nòng ở đây. Rồi, gồng Queen. Vâng, bắn xương mãi không chết. Vâng, quá khó chịu. Và Baby Tiểu Long đã ăn chết hồi máu. Phế vật với combo này rồi. Super Queen mà bây giờ Queen ra đi không lời từ biệt rồi. TK King, vâng, lại đầu tư cái hướng này.
Thôi cố gắng đi ăn tài nguyên thôi chứ còn làm gì được ở đây nữa. Chúng ta có một trận heo quay và miner ở đây rồi. Gồng quản giáo để cứu toàn bộ ở đây. Hay đấy. Hay đấy người anh em. Ừ trời ơi. Gặp bẫy lốc xoáy thời điểm này mà thả hồi máu liên tội luôn. Đi thi đấu với xương. Việc thủ Wish trong khu vực này là rất khó chịu. Đấy các bạn, ta hơn 11. Vụt không ăn thua. Vụt là chết queen trong trận này. Rất là nhỏ nhèm. Nói chung bay nó phải cứng thì nó mới thế đấy các bạn ạ. Úi trời ơi, tớ tưởng chuẩn bị cười phát nữa. Quá ngon ở cái đường binh về mẫu bay này anh em nha. Đây là một trận rồng điện nữa. Á à, đánh rồng điện với cả Set. Thấy quả Edifem sexy quá, vụt tới tấp luôn. Đập cả thổi gió bên này nữa, cứng phết nhỉ. Được đấy, được đấy. Khu vực nhà chính là một cú lừa đối với các game thủ vụt nhà mừng Town 11 huyền thoại này của Kino. Rồi, em Queen lại còn gắn là bẫy lốc xoáy này. Hội thành thì có cả King và Queen bảo kê này, chưa kể là hai x bầu. Và bom bẫy là khá nhiều ở đây. Rồi, rồi việc thủ bằng Wish nó cũng rất là khó chịu. Các bạn có thể thấy là một rồng điện đã hy sinh. Và rồng điện rất hay đi theo ăn với con xương. Mà ăn xương thì lại bị Queen nó đứng nó bắn chùa. Đại quản giáo đi rồng với cả đại quân ở hướng cánh bên này. Thủ nhà thành công. Ăn được Queen thì vẫn còn Wish với cả là Baby. Vâng, tiêu tốn rất nhiều rồng mà các bạn có thể thấy là rồng nó bị xương nó quấy nhiễu rất nhiều luôn. Quanh khu vực nhà chính là mút bằng hết luôn rồi. Trời. Và như vậy là vâng, Titan 1 đến từ một thanh niên Ả Rập. Buông xuôi rồi bạn ơi. Vâng, buông xuôi rồi. 45% nhưng làm thế nào để cho được 50? Vâng, có lẽ là không làm thế nào được cả. Ui ơi, toàn thủ win thế này càng thật. Xem tiếp nào các bạn. Đối với những người chơi ở phía dưới. Ở đây đây đây, có một trận được 2 sao. Vâng, mừng quá này, review cho anh em xem. Đây là Town 11 đấy. Ngang phèo khu vực ở nhà ta chính Town 11 là không thể phụt được bạn này. Theo ghi nhận của chúng tôi một tuần vừa qua là không nát và không bị nát phát nào. Đâu rồi? Như vậy là đầu tư thêm quân tấn cả ở đây. Trận này đội bạn bị Queen xử lý này, bom bay này. Trời ơi, chi lình nhì luôn các bạn ạ. Có quả thả đá vào đây hỗ trợ được rất tốt này. Và bắt buộc phải đầu tư cả Queen. Còn đội bạn cũng là mắc cấp độ cho Queen với là quản giáo rồi. Có mỗi King hơi Shida chút xíu thôi. 38 thì cũng không hề mềm một chút nào. Và đây, đây là trận mà có được mở cái lối ở đây để cho Queen nó vào ăn khu vực nhà chính. Chứ nãy giờ là chưa thấy thanh niên nào ghi nhận mà ăn được 2 sao đâu đấy. Tạch lô là rất nhiều trong mẫu bầy này. Và bạn ấy thủ được nhiều trận thành công. Bài cúp như vậy là quá easy game luôn đấy anh em. Trời nữa này. Anh em nào cần bay về huyền thoại, về Town 11 thì đây xin mời. Mà nếu anh em có nhu cầu về những mẫu bay khác nữa, các cấp độ nhà chính khác nữa thì cứ vào website akarigaming.com. Thoải mái free đưa về cho anh em dùng. Và bay nào hiệu quả thì mình mới làm. Điều đó được chứng minh qua thời gian qua là rất nhiều rồi anh em nha. Đấy. Quá ấm êm luôn chứ còn gì nữa. Đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ kênh nhà Cái Hình Game Minh ủng hộ mình các bạn nha. Rồng một rồng để may mà lạc lõng ở bên này chứ không là tạch lô. Rồi, êm xịt luôn. Chúng ta cùng đếm trận chủ nhà thành công khác nữa nào. Vuốt cho anh em thấy được vâng 7 ngày chưa nát đây này. Thủ gì mà thủ gắt thật sự luôn. Để chúng ta xem mấy cái trận. Hình như là pha hôn 9. À đây không, thanh niên tha hơn 10 chơi bằng baby luôn các bạn. Như nào đây bạn ơi.
Ôi giời, ôi giời giời. Vâng, chơi rồng lớn với cả baby mà có xe bò quỷ tường. Được đấy. Vâng, hồ báo cá trồn phết đấy. Rồi sẽ như nào đây, đi bụi sẽ là ra sao đây. Rồi quýt quýt baby với chúng tôi này. Đấy, chấm bút đi đỉa là rất nhanh gọn đấy. Rồi vâng, đầu tư các thứ và cao càng đầu tư vào đây thì tôi càng vui. Rồi gồng cả kinh gì đây rồi. Đây là Town Hall 10 đấy. Town Hall 10 ông thấy cái nhà chính ngon quá mà. Vâng, không phải cái gì ngon cũng ăn được. Vâng, không phải cái gì thấy dễ là cũng đút vào được. Vâng, đút cũng phải có kỹ năng. Oáng. Trời ơi. Bây giờ bạn phải làm thế nào đây? Còn xe bò với cả vâng, vẫn cố gắng quyết tâm ăn vào đoạn được khu vực nhà chính các bạn ạ. Bởi vì là rơi chỉ còn cái hướng này nữa thôi. Chứ rỉa kiểu gì khi mà pháo đại bàng nó đã lồi ra. Vâng, điên cuồng đâm xe bò vào đây thì lại dính trưởng bẫy lốc xoáy. Vâng, Sneaky Goblin đi ra ngoài. Nhỏ nhèm cho thành niên. Tha hơn 10 thì chỉ được có một cái thôi và đâu có đổi được đâu. Rồi. Ôm mộng, giấc mộng không thành luôn. Rồng sẽ đi về đâu? Một em ư? Thôi gió đã đứng đây rồi bạn ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, chúng tớ đứng đây từ chiều. Xong luôn. Vâng, ok, chia tay con nhái luôn rồi các bạn. Một trận thủ nhàm đội bạn còn đánh không nổi 30%. Đèn nha. Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu các bạn một mẫu bay thủ nhà rất dẻo đến từ thành nhiệt Kino. Và đường link của mẫu bay này thì mình sẽ luôn chia sẻ cho anh em ở phần mô tả video. Anh em thoải mái bấm vào copy về là sử dụng nha. Em có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hay là những gói ưu đãi thì cứ nhắn tin cho mình theo đường link Facebook có sẵn trong phần mô tả video. Mình sẽ hỗ trợ mua cho anh em thật sớm nha. Đừng quên mình vẫn live stream 8 giờ trên phần bên cũng như là YouTube. Bye bye anh em. We'll be right back.